Hai xin chào anh chị đến với kênh của hai chồng em nghe. Hiện tại 9 giờ mấy tối hai chồng em mới làm xong công việc á, cho nên là mới nấu cơm luôn. Em thì sẽ đi nấu cơm, còn vợ em thì sẽ nấu canh cá lăng bông súng. Canh chua. À, canh chua me bông súng cá lăng. Rồi em đi nấu cơm đây, em lặt ha. Rồi về em lặt bông súng, cá lăng thì lúc mà mua thì lặt cho em, ủa lộn người ta mặc cho em rồi. 9 giờ đêm mà hai đứa mới lụi thụi nấu cơm ăn luôn. Thôi kệ. Bông súng này là ở dưới quê. Bữa cha em thấy em hỏi á, cái xong cái bữa đi cái cha hái cho em một tấm luôn. Nhiều quá trời nhiều luôn nè. Chắc bữa nay em ăn canh chua em nấu không hết đâu, để dành về bữa chấm mắm ăn. Nhưng mà không cảm giác đói trời. Làm quá trời làm luôn mà sớm giờ hai vợ chồng em lui cui vô mấy cái cây, vô đất cho mấy cái cây á, mà làm quá trời làm mà sao không thấy đói luôn. Tắm rửa sạch sẽ xong hai chồng ngồi chơi rồi mới nhớ chực lại là chưa ăn cơm. Sợ tới lên mùng ngủ rồi cái đói nữa. Thôi mua sẵn đồ từ sáng rồi, đi chợ giấc sáng mua rồi. Nay em nấu canh chua với me trái, là trái me tươi gì nè, nấu canh chua ngon lắm anh chị. Không biết có anh chị nào ăn cái đó chưa ha. Mặc dù là nấu cơm trễ nhưng mà vẫn quyết định nấu cơm củi nha. Không có bắt nồi cơm điện lên, vẫn là ăn cơm củi. Nay chồng nấu cơm trái gì vậy ăn nghe chồng. Hôm bữa anh chị góp ý tụi em mua cái vàng chén. Này tụi em có cái vàng chén bằng tre nè, xịn sò hả anh chị. Bỏ vô nhìn cái khác liền. Em kiếm cái tủ chén, cái tủ chén bằng cây hồi xưa mà không biết đường, với lại thấy nhà cũng hẹp quá. Bỏ cái tủ đó vô cái không biết bỏ ở đâu nữa. Nên là mua cái vàng này cho nó gọn. Thấy ở Duy Ba có. Ở dưới nhà, ở dưới nhà em có. Cha em đóng cái tủ xưa chắc nó xưa bằng cái tuổi, chắc nó lớn tuổi nghe em luôn á. Để bữa nào về quá duyên. Cá lăng này thì em cắt ra nha, lâu lắm rồi mới ăn cá lăng lại á. Con này cũng gọn à. Chồng đang cái cục mỡ này, em để lại cục mỡ rồi em gấp cho ông ăn, không ăn em quýnh ổng. Nước sôi rồi giờ em bỏ cá vô nha. Rồi em bỏ luôn 4 trái me vô. Đây, em sẽ nấu me nguyên trái vậy nè, bỏ 4 trái me vô luôn. Một lát cái trái me nó chín nó sẽ ra nước chua. Con được cơm của cho vợ em nè. À, em sẽ nấu cái nồi cơm để có cơm cháy cho vợ em nha anh chị. Cơm thấy gì là ok đó. Còng là đợi chuyên nghiệp. Nó sôi quá em vớt bọt nha anh chị. Vớt bọt cho nước canh mình nó trong. Em sẽ vớt mấy trái me này dầm đập vô cho nó dập đặng nó ra nước chua. Mấy trái nãy bỏ vô 4 trái. Mình ép vậy nè đó, còn mình bỏ ngược vô cho nó ra cái chất chua. em sẽ nêm vô đây một xíu hạt nêm. Rồi giờ em hái ăn ít lá ngò gai vô đặng em nêm canh nha. Cái bụi này trồng lâu rồi mà tiếc không dám ăn nè. Ngắt lá muốn nó ra lá mới. Bỏ vô cho nó thơm nó nồi canh. Đã. Bọt lại vô me. Rồi bỏ bông súng vô nha. Rồi giờ em bỏ bông súng nha anh chị. Giờ em bỏ rau niêm vô nha. Em sẽ thêm vô đây xíu nước mắm cho nó đậm đà trước khi nhắc xuống. Giờ thì em múc gato và chiên thôi. Đói quá anh chị ơi. Đi ra ngoài vườn che ăn cho nó mát. Bây giờ là cũng gần 11 giờ anh chị. Giờ hai chồng em mời anh chị ăn cơm khuya nha. Em mời anh chị ăn cơm khuya với vợ chồng em. Nó buồn quá. Đúng là chiều tối khuya luôn á. Dán đợi thêm tiếng ăn cơm sáng luôn. Chồng hấp thử, chồng ăn thử cái nước canh chua từ cái me coi. Ok ra không? Chua ngon. Chua ngon nha. Nó chua thành thành giống như lá giấm nha. Nhưng mà nó mỗi một cái nó sẽ chua khác nhau. Nó khác hẳn với là mình nấu bằng me cục quá, me dắt á. Lâu dữ rồi em cũng mới ăn lại canh chua me trái á. Ngon. Mỗi người một quẻ, 10 phân vạn 10. Không ai đời mà đi ăn cơm giờ nãy chứ. Giờ này có ăn là phiếu gõ, ăn gói, hoặc là cháo gì đó đúng không? Nhưng mà ngon, ngon quá. Ai đời đâu mà gần 12 giờ đi nấu cơm, ăn cơm. Nấu cơm củi mới chịu. Ăn canh chua. Mà sao chồng nấu hay quá vậy? Chắc em là em nấu không được đâu á. Không có biết, em không có biết nấu cơm củi. Dạ. Hai chồng em cũng ăn xong rồi. Hai chồng em cảm ơn anh chị đã chọn xem video của hai chồng em trong hàng vạn những video ngoài kia nha. Nếu thấy hay, nhớ cho vợ chồng em một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ nha. Hẹn gặp anh chị ở clip tiếp theo. Bye bye.